bóc giá trang phục của BTS trong MV mới Butter. MV Butter của BTS vừa ra mắt đã khiến nhóm nhạc này phá kỷ lục của chính mình. Bên cạnh đó, giá trang phục của các thành viên cũng thành tâm điểm của cộng đồng mạng. Nhóm nhạc BTS đã chính thức trở lại với MV Butter sau 6 tháng nghỉ ngơi. MV nhanh chóng đạt gần 4 triệu lượt xem tại thời điểm vừa ra mắt. Con số này đã giúp cho BTS phá kỷ lục của chính mình trước đó với bản hit Dynamite 2,9 triệu lượt xem và Life Goes On 3,1 triệu lượt xem. Butter là một bản nhạc dance pop vui nhộn và thu hút người xem với khung hình trắng đen huyền bí mở đầu cùng khả năng vũ đạo tuyệt vời của nhóm. Chỉ sau 4 ngày phát trên YouTube, MV Butter đã có 204 triệu lượt xem và hứa hẹn sẽ gặt hái thành tích tốt hơn trong thời gian tới. Không chỉ giai điệu hấp dẫn cùng vũ đạo cuốn hút, trang phục của các thành viên trong MV mới đang là chủ đề bàn tán trên hầu hết các mạng xã hội và diễn đàn. Ngay lập tức, người hâm mộ đã tìm ra giá của các bộ đồ thể thao năng động nổi bật trong MV. Jin trông đẹp trai hơn bao giờ hết trong bộ đồ thể thao màu vàng mù tạt của Mani với chiếc áo khoác giá 1.250 đô la và quần dài có giá 950 đô la. Ngoài ra, anh chàng còn kết hợp set đồ với một chiếc áo phông Mutidi đơn giản trị giá 50 đô và đôi giày thể thao Gucci với giá bán ra là 630 đô la. Suga trông rất ngầu và thu hút trong set đồ màu xanh lá cây với chiếc áo phông của Palm Angels 270 đô la, quần thể thao của Pairing 160 đô la cùng đôi giày thể thao Gucci 690 đô la. Trường nhóm ba em nổi bật với mái tóc màu hồng cùng bộ đồ thể thao màu đỏ của Palm Angels. Chiếc áo khoác có giá 475 đô la cùng quần có giá 390 đô. Giống như Jin, AM lựa chọn đôi giày thể thao nhiều màu của Gucci có giá 630 đô la. Tương tự như Suga, J-Hope cũng lựa chọn tông màu xanh để xuất hiện trong MV. Set đồ của anh gồm chiếc áo phông trắng viền xanh của Mutidi giá 50 đô và quần thể thao của Pairing 130 đô. Anh chàng còn kết hợp với đôi giày của tông màu của Celine 550 đô và một chiếc mũ của Casablanca 348 đô la. Trang phục của Jimin trong video là một bộ thể thao nằm trong dòng sản phẩm Shikijego của Lacoste. Chiếc áo khoác có giá 200 đô cùng quần sọc giá 110 đô la. Bên cạnh đó, Jimin còn lựa chọn áo phông màu kem kết hợp với tất và giày cùng tông màu của Gucci. Chiếc áo có giá 480 đô la, đôi tất 170 đô la và đôi giày là 590 đô la. Vì trông nhẹ nhàng khi lựa chọn set đồ màu vàng của Palm Angels, chiếc áo khoác có giá 490 đô la và quần giá 368 đô la kết hợp với đôi giày họa tiết da báo của Gucci 630 đô la. Trang phục của Trung Quốc có chút khác biệt so với các thành viên khác với tông trắng và tím chủ đạo. Tuy nhiên, em út của BTS vẫn nổi bật trong bộ đồ thể thao của Nidos với áo hoc đi nhung 547 đô la và quần dài 395 đô la. Cậu còn kết hợp với giày có họa tiết truyền thống của Gucci có giá 790 đô la.